Thích lấy. Chào mọi người nha. Giờ chiều rồi thì mọi người dành ít phút, về một vài phút để nghe tư vấn về cái thực phẩm chức năng này nha mọi người. Đây, đây là cái thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân và giúp tan mỡ cực kỳ hiệu quả luôn nha. Chị em nào mà đang bị tăng cân hay gì thì mình uống dùng cái này rất là tốt luôn nha mọi người. Cái này là 100% làm từ thảo dược thiên nhiên nên mình không có sợ mà bị ảnh hưởng tới sức khỏe hay là các tác hại khác đâu nha. Một cái hộp như vậy có giá bán là 600 ngàn. Hiện tại là trên Facebook đang giảm. Hiện tại trên Facebook đang giảm người. What em đó. Hiện tại trên Facebook là đang giảm 10% mà chỉ còn 540 thôi nha mọi người. Nhưng mà mọi người mọi người vào website của comon.vn á, mình đăng ký làm thành viên mua hàng thì chỉ còn là 480 cho một hộp này thôi nha. Giảm ngay 20% luôn à. Một hộp như thế này á thì sẽ có 30 gói bên trong nha mọi người. 30 gói bên trong như thế này nha mọi người. Đây. Đây. 30 gói bên trong nhưng tương đương với 6 gram một gói như vậy là 6 gram nha. Một ngày mình uống 2 gói như thế này, uống trước khi ăn giúp em nha, uống sáng và tối mà trước khi ăn nha mọi người. Công dụng cái gói thực phẩm chức năng này nè, nó giúp hỗ trợ giảm cân nè, táo bón nè, bạn nào mà bị lỡ miệng ha, ăn đồ cây nóng nhiều á thì mình dùng cái này cũng rất là tốt nha. Làm từ hoàn toàn 100% hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên nha mọi người nên không có sợ ảnh hưởng tới sức khỏe đâu à. Giảm cân cực kỳ hiệu quả luôn. Cái đường tiêu hóa mình uống cái này là tiêu hóa tốt, cái đường thì nếu mà mình tiêu hóa tốt cái đường ruột á thì nó sẽ tác động lên cái da mặt của mình, làm cho cái da mặt mình cũng trở nên đẹp hơn nha mọi người. Mọi người nhớ là một ngày mình chỉ uống 2 gói thôi nha. Mình mà uống nhiều quá thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả cao đâu nha mọi người. Sáu trăm ngàn một hộp này hiện tại đang sale 10% trên trang bay là chỉ còn 540 thôi nha. Mà mọi người vào website cocomon.vn mình đăng ký làm thành viên mua hàng á thì sẽ được giảm ngay 20% mà chỉ còn 480 thôi ạ. À. Và cái lần đăng ký website đầu tiên mình sẽ được nhận thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Đăng ký website cực kỳ dễ luôn nha mọi người, mình chỉ cần bỏ ra 2 phút thôi, mình chỉ cần đăng nhập thông tin nè, số điện thoại nè, Gmail là mình đã có thể là mua hàng được giảm giá rất là nhiều luôn rồi nha mọi người. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Và đây, quà tặng của tháng 8 là em sẽ tặng cho mọi người những cái miếng nhân bóng như thế này đây ạ. Khi mà mình mua hàng mình sẽ được tặng miếng nhân bóng này nha mọi người, rất là xinh luôn. Một bộ như thế này mình dùng được 2 lần nha, mà một lần như vậy mình có thể dùng được 3 đến 5 ngày nha mọi người. Tiết kiệm thời gian khi mà mình không có thời gian mình đi ra quầy tiệm mình làm nail thì mình có thể làm tại nhà luôn nha. Chị em nào mà mình có thời gian rảnh á, mình qua bên 187 Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 nè. Bên em hiện tại đang có chương trình massage với lại xoa da miễn phí á, mình qua mình trải nghiệm. Mình vừa được thư giãn luôn mà vừa biết được cái tình trạng da của mình như thế nào để mình dùng mỹ phẩm được phù hợp hơn nha mọi người. Bạn nào mà mình có yêu thích cái công việc mà bán hàng online hay gì thì mình có thể làm sĩ hoặc là cộng tác viên bên em nha. Bên em luôn luôn chào đón các bạn à. Cái giá bán một hộp như này em nói lại là một hộp như vậy là 600 ngàn nha mọi người. Hiện tại đang sale 10% trên trang bay là chỉ còn 540 thôi. Nhưng mà mọi người mà vào website cocomo.vn mình đăng ký làm thành viên mua hàng á thì chỉ còn là 480 cho một hộp như thế này đây à. Và được tặng thêm những cái miếng dán móng này nha mọi người. Nhanh tay inbox vào trang bay cocomo hoặc là mọi người có thể gọi về số hotline 0909780894 giúp em. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn check inbox em cho mọi người luôn ạ. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mình có thể xem lại cái livestream giúp em. Em xin kết thúc livestream của em tại đây ạ.